Dạ, em tên là Phạm Ngọc Nhi. Năm nay em 22 tuổi và hiện đang bán hàng online tại nhà. Em có bao nhiêu bé rồi? Dạ, em có hai bé. Tuổi bé lớn là 18 tháng bé trai, còn bé nhỏ là gái và được 4 tháng. À, tức là hai con đang rất là sát sao nhau như vậy. Dùng theo từ của ông bà xưa đó là năm một hả? Dạ. Cảm giác lần đầu tiên hả Lan hả? Đúng rồi, dạ. Lần đầu tiên khi lần mà mình tiên. Biết tin mình có thai, thời điểm đó nó diễn ra như thế nào và cảm xúc của mình ra sao nè? Dạ, thường thì em hay bị trễ kinh, gặp vấn đề chồng á, thì ngày hồi bé là có một cái vấn đề phải mổ, cho nên là bác sĩ nói với gia đình là khả năng vô sinh khá cao. Hai vợ chồng vẫn gần gũi và yêu thương bình thường. Nhưng mà bình thường thì mình trễ kinh khoảng 2 tuần thôi. Lần này ấy, thấy sao lâu quá, tới 8 tuần vẫn chưa có kinh. Có nghĩa là thực ra cái việc trễ kinh của em nó cũng rất là chu kỳ. Dạ. Nó cũng rất trễ kinh rất là đều đặn. Xong rồi em mới nói với chồng mới kêu là thử que thử đi, biết đâu lần này mình may mắn thì sao. Nhưng mà hai vợ chồng về thử que á, hai lần đều không có lên hai vạch. Chồng mới hả nói cho mẹ chồng nghe, nhờ sự trợ giúp của mẹ chồng thì mới được 5 giờ sáng tò mò. Mẹ chồng kêu dậy thử, thì mẹ chồng được lúc vừa lên liền, chống má dậy lên liền, hai vạch đậm luôn. Mẹ chồng em là người dùng sử dụng cái que đó thử cho em. Dạ. Thế là lên, em hết hồn, cũng tưởng nói là mình nằm mơ không á. Lên báo tin cho chồng, hai chồng á tỉnh luôn. Rồi rất là vui mừng là chuẩn bị đồ là đi khám liền luôn. Có nghĩa là chồng cũng chuẩn bị sẵn một cái tâm thế là cái việc có con là một cái hành trình rất là khó khăn của hai đứa. Cho nên là tỉnh luôn. Dạ, tỉnh luôn. Hiếm ông chồng nè, hành mấy trình năm này mấy năm cũng. Đúng rồi. Hành trình chat với mẹ bỉm sữa mấy năm mà cái chuyện mà báo với chồng tỉnh luôn là thấy cũng ít dữ lắm đó. Rồi sao? Kết quả khám thai? Có tim thai, có phôi thai trong tử cung được 8 tuần. À, có nghĩa là đúng rồi, tại vì cái thời gian mà bạn này bị trễ nó khá lâu. 8 tuần là 2 tháng nha em. 2 tháng là cũng em bé đúng là cũng rồi. To rồi dạ. Đó chứ. Cũng thấy mình may mắn, ai cũng mừng hết á. Bắt đầu là tẩm bổ trong cái thời gian mang thai cho em rất là nhiều. Vậy là em đã bước vô cái giai đoạn trở thành nữ hoàng của gia đình. À, cái này gọi là hoàng quý phi. Nhưng mà em có ngén không? Dạ có, thời gian đầu thì em ngén ăn như là ói ra hết. Với lại em bị khó chịu là mùi khô mực. Mà gặp trùng hợp toàn là gặp những chuyện về liên quan tới khô mực đồ nướng. Chẳng hạn như là đang đi mua đồ, tè đi vô. Chị ơi đồ đó nãy kia, bắt đầu hửi, thấy khó chịu rồi. Cái em mới tìm xung quanh, ủa khô mực ở đâu ta để biết. Ai nướng mà lát nữa mình né, lát nữa mới nhìn xuống táo quả. Chị nướng khô mực ở ngay dưới đất, cái là nghỉ mua luôn, đi về liền. Rồi người ta có nói gì em không? Dạ không, thì em cũng dạ cảm ơn chị, lần sau em ghé. Các bạn có cảm giác như là khi mình đã ngén cái đó, cái tự nhiên mình đi đâu á nó cũng gặp. Thực ra không phải như vậy, chẳng qua là tại vì đến cái lúc đó mà mình ngén, tức là mình buộc phải tập trung vào cái điều đó, cái bỗng dưng mình để ý về nó nhiều hơn. Cái mình phát hiện là trời, sao đi đâu cũng gặp cái mà mình đang rất là muốn né. Chứ thực ra ngày nào thì nó cũng vậy thôi. Bữa nay chị nói điều này em mới để ý, đúng là vậy. Vậy luôn không? Dạ đúng, là khi mà người ta giống như người ta kêu là ghét của nào trời trao của đó. Tức là khi mà mình đã không thích cái điều đó thì mình dễ bị tập trung vào cái điều đó nhiều hơn. Và mình thấy nó trước tiên. Cái gì mà mình ghét là mình thấy nó trước tiên. Cho nên đó là lý do mà bạn nói cứ đi đâu là cũng gặp là vậy. Rồi ngoài cái chuyện ngén đó thì trong cả cái suốt quá trình mình mang thai á, là mình có xảy ra một cái vấn đề nào khác nữa không? Con em tầm được 6 tháng á, bác sĩ có nói là bị một dây rốn cuốn cổ mà một vòng á, thì rất là nguy hiểm, cho nên là về là bác sĩ cho một cái bài tập với lại phải theo dõi được cái nhịp đập của em bé. Rồi em về cũng làm theo, nhưng mà một tháng sau thì đi khám thì may mắn là đã ra khỏi cái cổ của bé rồi. Thực ra cái tình trạng đó thì nó khá là nguy hiểm, bởi vì cái dây rốn thực ra nó là cái đường truyền thức ăn, nó là toàn bộ những cái đường truyền sự sống mà từ mẹ chuyển qua cho con. Mà thường mấy anh chỉ nằm ở trỏng, mấy anh chỉ rung lắc được các kiểu cựa quậy, thì đôi khi cái tư thế nó bắt đầu làm cho cái sợi dây đó nó quấn. Và cái việc quấn là một, xoắn dây là hai, tức là hiểu một cách đơn giản là nó bị tắt cái nguồn sống. Và thực sự là cái chỉ dẫn là theo dõi nhịp tim là một cái chỉ dẫn mà hầu như là chúng ta phải rất là chú ý. Về cũng lo lắng lắm. Tự vì nhịp đập á phải theo dõi kỹ từng phút luôn. Nó không thể nào mà bỏ sót một cái giây phút nào được hết á. Nhưng mà gia đình thì như là đi bộ, thường bắt chồng ngày nào cũng phải chở đi ra công viên á, rồi đi
hơn cả chục dặm vậy đó, để cho dễ xanh. Là ông chồng chở mình ra công viên. Dạ, ngày nào ông chở ra đi. Ông ngồi ông đợi mình đi hay ông đi chung? Dạ, đi chung. Tôi tưởng đâu chở ra được tới công viên mà còn ngồi đợi để đi bộ là cũng kỳ lắm á. Không có nhiều ông chồng cũng kỳ lắm nha chị. Thì có cho nên chị mới hỏi đó. Chở ra tới công viên xong rồi em đi đi, anh ngồi đây anh đợi chừng nào đi xong rồi tới đây nha, anh chở về. Trời ơi. Nếu là chị thì chị có đi không? Không. Phải đi chung chứ. Đúng rồi, phải đi chung mà. Bởi vì nó có rất nhiều tác dụng. Cái cảm giác được cùng đồng hành. Yeah. Và nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến cái vấn đề về tâm lý của con khi mà con nằm trong bụng mẹ nữa. Đúng rồi, cho nên là các ông chồng ơi, đã lỡ đưa người ta tới công viên rồi á, thì thương cho trót. Đưa luôn đi mấy chục vòng đi, cũng mình cũng bảo vệ và mình cũng rèn cho sức khỏe của mình nữa. Chứ đừng có đưa tới xong rồi kêu em đi đi rồi anh chở về. Kỳ lắm. Em sanh trước ngày dự sanh một ngày. Một ngày thôi dạ. Hả? Ừ. Là nửa đêm là thấy đau bụng nhưng mà ít thôi, nên là em chưa có đi vô bệnh viện. Thì đến 6 giờ sáng thì mới bắt đầu đau nhiều, thì mới là kêu chồng chở vô bệnh viện. Ừ. Và khi mà vô thì bác sĩ đo là nở được 2 phân. Và đến 9 giờ thì nở được 6 phân nhưng mà ở bên trong thì không nở đủ. Và đặc biệt là tim thai bị yếu. Nó có nhiều tầng á Lan, nó có nhiều cửa. Ừ. Vậy thì sao? Dạ, cho nên là bác sĩ thì chỉ định mổ. Nhưng mà gia đình chồng thì lo lắng cho em, sợ là bị tác dụng phụ sau mổ. Chị xin bác sĩ là cho em kén chờ thêm một chút nữa đi. Nhưng mà bác sĩ nói là chờ đến giờ chót là 3 giờ chiều thôi. Nếu mà không nở đủ nữa là buộc phải ký giấy mổ. Còn nếu mà gia đình không chấp nhận thì bác sĩ phải buộc ký giấy chuyển viện. Chứ bác sĩ không thể theo ý của gia đình được nữa. Đúng rồi. Dạ. Đến 3 giờ thì vẫn không nở luôn. Cho nên là chồng em ký giấy cho em mổ luôn. Dạ. Cũng. Tại vì nó liên quan đến thai nhi. Dạ. Thật ra thì cũng còn may mắn là anh chồng ảnh vẫn còn sáng suốt trong cái việc là ký giấy để mổ. Chứ có rất là nhiều cái sự can thiệp của phía bên gia đình chồng và chồng, rằng là cứ nhất quyết là phải sanh thường để tốt cho con. Họ chỉ nghĩ đến câu chuyện là sanh thường thì sẽ có sữa và sẽ tốt cho con, chứ họ không nghĩ đến cái mức độ nguy hiểm cho cả con lẫn mẹ. Thì ra quan trọng nhất đó là chúng ta hợp tác với bác sĩ. Đúng rồi. Bởi vì khi đã vào bệnh viện rồi thì hiểu rằng là chính họ mới là cái người hỗ trợ mình một cách chính xác nhất. Bởi vì họ có chuyên môn. Cảm giác thế nào? Dạ, rung cầm cập luôn. Xong rồi vô phòng mổ. Rung là vì sợ hay vì lạnh? Tại vì trong phòng mổ nó cũng lạnh lắm. Vừa lạnh mà vừa sợ. Tại em nghe nói là cắt vô cái da nó đau lắm nha. Cho nên là mình sợ, mình không biết cảm giác như thế nào. Xong rồi khi mà nằm lên cái giường mổ á, thì bác sĩ chích tê, chích hai lần như mày không xi nhê luôn. Bác sĩ hỏi là có cảm giác gì chưa? Đau nhất cái chân lên thử. Em nhích lên một cái một luôn. Đó. Rồi bác sĩ cũng giả bộ lấy cây kéo nhấp vô cái người. Em ấy ra. Cái là bác sĩ không thể chích được nữa tại vì hai mũi rồi. Hai mũi mà vẫn chưa thấm thuốc. Dạ, chưa thấm rồi luôn. Sao? Xong rồi bác sĩ chụp mê em luôn. Như vậy là lúc mà đem con ra được tới ngoài thì em đâu có biết gì đâu. Em không biết gì hết. Tức là lúc em tỉnh là em tỉnh trong phòng hậu phẫu thôi chứ em chưa gặp được con đâu. Đúng rồi. Ở đó thì cũng có nhiều người mổ cũng đang nằm mà sao ai cũng ra. Em chưa ra, cái em cứ năn nỉ bác sĩ, chị ơi cho em về phòng đi em gặp con chị ơi. Vậy đó, bắt đầu là chờ đúng giờ đẩy em ra để em gặp con. Vỡ hoài nhưng mà ai cũng nói trời ơi sao giống ba quá, không giống mình một chút nào. Ảnh cũng hết hồn, trời ơi sao mà giống anh dữ vậy em. Cái gì kỳ vậy? Vì kiểu như là giống như là trúng quá, trúng mùa quá rồi cái cũng bất ngờ hả? Cái câu chuyện mà mình về nhà nó sẽ rất khác với câu chuyện mà mình sanh ở trong bệnh viện. Nó khác như thế nào? Thời gian đầu á, em chưa có làm quen được với lại giờ thức, giờ bú của bé, giờ chơi rồi. Cho nên là hầu như 1-2 tháng đầu á là em thức suốt luôn. Người ta nói là hả, em cứ ngủ đi, con ngủ em cứ ngủ. Đúng đi rồi. Rồi chừng nào mà con nó dậy nó khóc thì em cho bú. Nhưng mà em không có quen á, em không an tâm, sợ mình ngủ quên, nên là thức suốt luôn. Rồi từ em mới tập lại làm quen được với bé. Không có biết cho bé tự lập ngủ, phải ẵm. Hai vợ chồng á thay phiên nhà thức tới 3-4 giờ sáng. Là vì cái gì? Đi vì quanh mình, nhà. Vì mình thích ẵm con hay là vì mình thấy con rồi mình sợ, hay là con nó có đòi một cách khốc liệt không? Dạ con đòi. Con đòi bế mà phải bế mà đi quanh nhà. Hai chồng cứ bế đi quanh nhà rồi thay phiên nhau, rồi tôi mỏi tay quá rồi anh bế đi đó. Cứ hai vợ chồng vậy tới 3-4 giờ sáng cứ thả xuống là khóc đó. Cho nên là em mới lên mạng em tìm hiểu về cách cho bé ngủ, là tự lập. Dạ, ngủ tự lập là khóc xong rồi ngủ. Ừ. Đó, nhưng mà hai vợ chồng cũng giấu gia đình. Giấu rồi. Bằng cách nào? Tại vì tiếng khóc của con nít mà. Dạ thì giờ nào ngủ gia đình không có nhà mình tập mình để đó cho nó an tâm. Dạ, tại vì ngủ riêng á cho nên là cũng đỡ.
đỡ một phần nào hai chồng bật tivi nghe nhạc rồi. Cũng may là em bé tập khoảng có 1-2 ngày là ok, đâu vào lấy hết. Tới bây giờ con hợp tác, vợ chồng thì đồng lòng. Vậy là tiếng khóc ban đầu của con là do vợ chồng em tự tập cho đúng, con đó. Mặt em đúng. Ác lắm á chị. Không, mặt em đúng ác. Không, mà đúng thật. Tại vì sao? Cũng khó tránh. Tại vì cái gọi là cái tâm thế làm cha mẹ, chúng ta không thể nào mà về mặt lý thuyết người ta mô tả về một đứa trẻ như một đối tượng đang được nghiên cứu, cho nên người ta tả nghe nó gọn ghẽ lắm, người ta tả nghe nó đơn giản. Nhưng mà khi mà mình ở vai trò làm cha mẹ, tức là chúng ta có dính líu về mặt tình cảm với đứa trẻ, trời ơi, nó khóc một cái là ruột mình nó trào lên mấy cái, chứ đâu phải giỡn đâu. Có nghĩa là bản thân chị trong những cái lần mà tập cho con có những cái thói quen cũng phải đối diện với cái chuyện đó. Nhưng mà may mắn là gì? May mắn là em có đồng hành. Tức là chồng em đồng hành. Thực ra trong cái giai đoạn này mà chỉ cần thêm một cái nhiễu một tí nữa thôi. Ví dụ như là một cái bình luận, một cái sự xen vào của một ai đó cho rằng là chắc không được đâu, hoặc là tội nghiệp nó quá, là nói thiệt luôn á, là coi như là bỏ cuộc liền, bỏ sông bỏ biển hết. Nhưng mà coi như là may mắn vì mình đã có được một cái người hợp tác, mà con cũng chịu hợp tác. Điều đó có nghĩa là ngay từ đầu mình đã bị con đánh lừa bằng một vài những cái hành vi mà mình cho rằng là trời ơi, như vậy tức là nó khóc dạ đề nè, tức là nó ABCD nè, bây giờ phải vậy, cái sau đó cái tự ra ma đời mình lên, tự làm cho đời mình trở nên ô rất nhiều bi kịch, rất nhiều chướng ngại. Nhưng mà chị, nãy giờ chị thắc mắc một chuyện rất lớn nha. Tại vì nếu như mà theo như em tả là đến khoảng là 2 cho đến 3 tháng đầu là em bị xáo trộn toàn bộ cái lịch trình của em vì cái việc chăm con. Điều đó có nghĩa là thức đêm mà 2-3 tháng là nó cũng tổn lắm, nó cũng khốc liệt lắm. Em ơi, vậy sao cái đứa thứ hai nó tới sớm dữ vậy em? Tại sức ở đâu ra? Không có, tại thức đêm đó chị. Thức đêm thì nó lòi ra đứa giấc ngủ là nó khác. Đứa ngủ là khác rồi. Sao tự nhiên bữa nay tôi khờ dữ vậy trời? Nếu như mà bé tha sau của em là bao nhiêu? 4 tháng. Mà đứa đầu 18 tháng thì đúng rồi, có nghĩa là cái đứa lớn nó đâu tầm khoảng chừng 3-4 tháng gì đó là mình đã có bé thứ hai rồi. Như vậy thì lúc đó thực sự là có phải như chị Lan nói không? Tại thức quá không biết chuyện làm chuyện gì. Cũng là do em không có nghe lời người xưa. Người xưa hay nói là nếu như mà mình sanh được bé lầu rồi đó là coi như là hai vợ chồng hợp rồi đó, là đụng là sẽ dính luôn. Người xưa nào hay dữ vậy trời. Nhưng mà rồi sanh xong là phải người nha. Các em nghĩ là trời ơi, đó giờ 2 năm rồi không có, chẳng lẽ giờ đụng cái có. Thôi không ngừa. Thì đụng cái dính luôn, không hay. Đó giờ là đó giờ, em còn bây giờ là từ giờ trở đi mà. Vậy thì mình vừa mang bầu nè, rồi vừa chăm bé sơ sinh, nó rất là cái khó khăn nó sẽ chồng chất. Vậy cái sự hỗ trợ của chồng em trong cái giai đoạn mà em nuôi con rồi có bầu tiếp đứa thứ hai như vậy, em có đón nhận được nhiều hay không? Cũng may mắn là chồng cũng lúc nào cũng kề bên á. Em sanh thì chồng lo lắng chăm sóc suốt 24/24 luôn, rồi tự lau cửa mình cho mình luôn. Bản thân mình ấy thì phụ nữ còn thấy là rất là ghê nữa. Nhưng mà chồng thì cứ bình thường và vui vẻ, cho nên là mình cũng thấy đỡ một phần nào đó. Anh làm điều đó một cách tự nguyện hay là phải được nhờ? Dạ, tự nguyện luôn chị. Vậy là cuộc sống gia đình rất là vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm. Không có cái chuyện gì để phải bàn cãi hết, đúng không? Dạ. Có cái điều gì trong cái việc chăm con của anh mà em cảm thấy là khen thì khen thiệt, nhưng mà vẫn có những cái nó vẫn lấn cấn lợn cợn không? Thật ra em biết nè. Trời ơi, ghê vậy Lan. Ở trong hậu trường em có nghe rồi. Trời ơi. Thôi mai mốt chơi không đánh lẻ gì, chơi đánh lẻ thì ai chơi lại MC trời. Em nói cho chị nghe, mình gặp khách mời mình phải lại mình nói chuyện với khách mời chứ. Trời ơi. Mai em phải quan tâm ghế khách mời chứ. Giờ tôi ngồi tôi đợi trước luôn quá. Để ra nãy bạn này có chia sẻ một cái câu chuyện là hả, anh chồng rất là mê chơi bida. Ủa thiệt không em? Dạ, thiệt. Rất là hay xin đi chơi. Khoan, như lúc đó là biết từ hồi trước cưới hay là sau này mới biết là ông có cái mê đó? Dạ, trước cưới là đã thấy ông mê rồi. Đi nhiều hơn. Nhưng mà nói nghe nè, sau cưới thì hạn chế. Thường á, các bạn nữ có cái tính rất ngang ngược. Đó là trước cưới đúng không? Cái thấy bạn chấp nhận á. Mà đặc biệt là vậy nè, thấy bạn trai mình mê pizza đúng không? Cái cảm giác là ảnh hô Trang Nam Nhi đứng hay cầm cây gậy pizza đúng không? Bác trời ơi, nó xoái ca gì đâu. Đó, nhưng mà sau khi cưới xong rồi cảm thấy muốn cầm cái cây nó đánh không ngược lại dễ sợ. Anh có nói là một tháng cho anh đi 1-2 lần. Nhưng mà một lần anh nói là anh đi 2 tiếng thôi, mà thường người tới 4-5 tiếng rồi mới về. Đúng rồi, đặc biệt là khi mà ra khỏi nhà một cái là em gọi là không bắt máy luôn. Người ta đang đánh pizza, em nghĩ cái đánh pizza cái thao tác của nó là hai tay rồi bắt máy cái đường nào. Nhưng mà mình với tâm lý ở nhà mình trời về chưa tới giờ rồi chưa thấy về nữa, đã bắt đầu mình quạo nóng lên liền, nổi lửa trong người, nổi lửa trong người luôn. Gọi là không thấy bắt máy là càng tức hơn nữa, là đúng rồi, có khi là xách xe qua tới bây giờ.
qua tới chỗ luôn. Dạ, qua làm gì bệnh? Dạ, qua tới chỗ thì vẫn vui vẻ. Kêu anh ơi đi em đi rước anh về nè. Dạ. Anh đứng đánh Mia mỏi chân chưa? Thiệt dạ. không? Thiệt dạ. không? Hay là qua tới rồi xách cái cây gậy rồi lý người ta. Cái nến này là của em. Cái nến này là của em nha. Đó là những cái nến trong tất cả các vai diễn của em. Ừ. Thì đôi khi cũng đo đi đóng giày vai diễn nữa đó mà. Ôi, gì kiểu quá. Thấy em cũng như là chăm một lúc mà hai bé như vậy rất là cực. Cho nên là cũng bớt một phần nào đó. Rồi lâu lâu thì mới đi lại một lần. Nhưng mà anh có khắc phục về cái vấn đề là mất uy tín trong cái chuyện giờ giấc chưa? Dạ chưa. Tới anh lâu lâu chưa? Mới đi một lần. Dạ. Đi một lần là nên rất là lâu. Đã. Nhưng mà sau mỗi lần như vậy á, thì anh về anh nói gì với em? Ừ. Nhắn tin là em ơi đợi anh xíu nha, đừng có nóng nha. Đừng có nóng nha. Dạ, đừng có nóng nha. Vậy là bà hay nóng lắm. Đồ nghe thấy áp lực dễ sợ. Thật ra thì anh chồng của cô gái này ơi, không phải là người ta không cho anh đi chơi bida, cổ vẫn tôn trọng cái sở thích đó. Nhưng cái vấn đề ở đây là xin được nhắn gửi luôn cho các anh chồng khác, đó là các anh phải giữ lời hứa về giờ giấc của mình. Tại vì chúng tôi ở nhà chăm con mà với lại phụ nữ thì sẽ có những cái sự lo lắng nó nhiều hơn. Thì tới giờ rồi mà chưa về thì trong đầu tụi tôi luôn hiện lên những cái hình ảnh mà nó không có hay. Tai nạn rồi này nọ, hoặc bị này bị nọ, nên tụi tôi rất là lo. Thì đó là cái lý do để tụi tôi nổi nóng trong những cái chuyện đó. Thì em nói thiệt với chị nha, trong những lúc mà mình nổi nóng như vậy á, thì các anh luôn nghĩ rằng là ủa sao mình khó khăn quá vậy. Cái chuyện mà mình đi chơi, mình đâu có đi chơi gì bậy bạ đâu, mình đi chơi bida thôi mà, đi chơi với bạn thôi mà, đâu có gì đâu mà khó khăn, mà sao cứ hung dữ với mình. Thì ra được, em, cái này, đó, chị nói tiếp đi để chị binh tụi mình đi. Thì đúng mà, khi chúng ta ở trong vai trò là một người vợ, chúng ta quan tâm đến chồng mình nó khác với một cái người đúng yêu rồi. Hai đó là chúng ta cùng làm mẹ và bên kia là làm ba của một đám trẻ. Thì cái việc mà chúng ta cảm thấy bất an khi mà họ đã không có xuất hiện đúng như cái kế hoạch đã định, điều đó nó làm nảy sinh rất là nhiều vấn đề. Thì cuối cùng anh cũng về nè, anh có bị gì đâu. Nhưng mà lúc đó thì nó lại chuyển qua cơn tức. Tức là các anh phải hiểu rằng cái cơ chế và cái diễn biến tâm lý nó sẽ đi từ cái chỗ nào. Đi từ cái chỗ một là kỳ vọng, đợi đúng cái giờ đó chồng về, chồng không về thì lo. Mà lo xong rồi mà chồng về thì chuyển qua tức chứ. Tại vì sao nãy giờ mình bỏ công mình lo quá lo. Đó bây giờ về con người nguyên vẹn vậy nào coi tức không. Và điều đó nó làm cho mâu thuẫn gia đình nó trở nên căng thẳng. Thực sự thì chúng ta cũng nên có những cái cam kết. Chính cái tính cam kết này nè, nó là những cái hình ảnh rất là tốt để chúng ta cùng nhau dạy con. Bởi vì hình ảnh một bà mẹ ngồi ở nhà đợi chồng càm ràm lo lắng, nhầu nhĩ cái gương mặt, nó không phải là một hình ảnh tích cực đối với đứa trẻ. Chúng ta sẽ rất khó để có thể dạy tiếp cho con mình rằng con hứa cái gì thì con phải có trách nhiệm với lời hứa của con. Khi mà con không thấy được cái điều đó trong cái sinh hoạt của ba mẹ thì bây giờ con cũng rất khó để hình thành cái hành vi theo kiểu đó. Như vậy thì điều quan trọng ở đây là chúng ta đang làm mẫu cho các con, chứ không chỉ đơn giản đó là vì tôi chiều vợ hay là tôi sợ vợ nên tôi phải làm điều đó. Hay quá chị ơi, đây là một cái câu nói mà thật sự là bản thân em cũng muốn nói từ rất lâu rồi nhưng mà em không có. Bớt ác lại nè, bớt ác không lại. Có... em không có đủ cái kiến thức cũng như là không có đủ cái câu chữ để em nói một cách mà nó rõ ràng và nhẹ nhàng nhất. Đó là cảm ơn chị Tô Nha. Cảm ơn Lan. Chúng ta hãy đến với một cái tiết mục gọi là nhắn gửi đi hả? Chưa hả? Đó là bút lịch đó. Hồi nãy là người ta đã nói cái vụ bút lịch rồi, bút lịch sớm rồi. Bút lịch sớm là tại vì bữa thức khuya nhiều quá quen. À, xong giờ đến đứa thứ hai 4 tháng rồi nè. Dạ. Đúng không? Người bút lịch lại nữa chưa? Dạ bút. Đó thấy chưa? Ủa em ơi vẫn không tin vào chuyện người xưa nói hả em? Lần này là có ngừa rồi chị. À có ngừa. Dạ. À, người xưa ơi con có nghe lời và con đã có ngừa. Cảm ơn anh thời gian qua đã ở bên cạnh em, hiểu và chăm sóc cho em. Đặc biệt là những cái khúc mà em như vậy đó. Như vậy là em sao? Vậy em nói rõ ra. Nóng tính. À em nóng tính. Ừ. Dạ. Mà anh cũng bỏ qua cho nên là em cảm ơn anh rất là nhiều. Và hy vọng là tình cảm của hai vợ chồng vẫn sẽ như vậy đến sau này. Thôi cho vậy thêm vô một tí là hy vọng là đó, để cho cái câu chuyện nó đẹp hơn thì anh chồng hãy giữ lời để cho cô vợ cũ đừng có nóng tánh luôn đi ha, nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Ừ. Anh ấy ơi, bây giờ thay vì xin đi 2 tiếng thì xin hẳn 4 tiếng luôn đi để người ta khỏi phải đợi. Ừ. Vậy đi ha. Đúng rồi. Rất là cảm ơn câu chuyện của bạn đã mang đến cho chương trình Chat với Mẹ Bỉm Sữa ngày hôm nay. Nên mình cứ mạnh dạn giới thiệu về bản thân mình, họ và tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp, điểm mạnh điểm yếu của mình ha anh ha. Rồi mời anh ạ. Ủa mà em sao cái điện thoại của em nó cứ xem hình. Sao anh?
cái mặt của Alo. em nó. Alo, chị nghe được không ạ? Vâng, mình ở đây mà bên chương trình nghe. Vâng, rồi 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 em. anh cứ giới thiệu bản thân anh giùm em ha. Rồi mời anh ạ. À, em tên là Nguyễn Văn Hảo, thì hiện tại thì em đang là sống và làm việc ở tỉnh Đắk Nông chị ạ. Nghề Anh làm công việc gì ở tỉnh Đắk Nông? nghiệp của em thì nó là làm nông chị ạ. Rồi đất trên đó mình được bao nhiêu hết hay như thế nào anh ơi? À, hiện tại thì đất của em thì em được bố mẹ chia cho thì được 6 sào. Thì em đang hiện tại thì em đang là trồng số là em đang trồng cây công nghiệp, có sầu riêng rồi có tiêu, rồi em đang là hiện tại đang là làm màu để em kiếm vốn. Đó. Thì đó là công việc chính của em, còn ngoài ra thì Alo, không nghe gì hết trời, bị đứng máy rồi. Alo anh ơi. rồi em nghe đây chị. Ừ rồi, anh bị đứng máy đó rồi, anh nói tiếp đi anh. Vâng, em bên chị còn muốn hỏi em cái gì nữa không nhỉ? Rồi về thu nhập thì sao anh? Ví dụ như anh đang trồng cây như vậy thì thu nhập hàng hàng quý, hàng tháng hay như thế nào anh ơi? À, nếu mà thì cây công nghiệp, nếu mà mình trồng cây công nghiệp thì thường thường thì thu nhập thì nó rơi vào của em thì nó chỉ khoảng trừ chi phí thì nó chỉ dư được khoảng cỡ 60 triệu một năm thôi. Sáu sào là dư 60 triệu hả? Dạ vâng đúng rồi, đấy là em trừ chi phí đi hết rồi đó. Đấy là một mình em làm, đấy là một mình em làm. Thì nhà nhà thì hiện tại thì em đang là ở, em có một cái nhà thì em đang ở một mình, với em ở một mình thì em không ở chung với ai hết. Thì em ly dị rồi, em thì 32 tuổi thì em cũng ly dị vợ cách đây khoảng cỡ mấy năm rồi. Rồi có con cái gì không nè anh ơi? À, con này thì em có một đứa 4 tuổi chị ạ. Đứa con gái Trai 4 hai gái tuổi à? thì em có một đứa con gái 4 tuổi thì hiện tại thì cháu đang là ở với ông bà ngoại. Ông bà ngoại đang là nuôi cháu. Rồi anh có chu cấp gì không? Em thì nó thực ra thì em không có chu cấp, tại vì thì hiện tại thì thẳng ra thì em thì chưa có khả năng là để em chu cấp, cho nên là em thì em vẫn thăm cháu thường xuyên, em vẫn gọi điện rồi em cũng Rồi xuống ai là người kinh tế nuôi cháu? Là mẹ à? thì thực ra thì là ông bà ngoại, còn mẹ cháu thì cũng chả trực tiếp nuôi. Rồi thì bây giờ anh thu nhập như vậy, hàng tháng như vậy, cái gì hàng năm có 60 triệu như vậy, thì bây giờ nếu như mà bước thêm bước nữa thì anh có đủ kinh tế để lo thêm cho người 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 thứ hai này không? Thì nó thực ra thì cái này thì đối với em thì là nó cũng hơi khó đấy, Tại tại vì ví dụ vì khi mà mình tham gia chương trình thì mình cũng anh tham gia chương trình là ai đăng ký cho anh hay là tự động anh muốn tham gia, và mong muốn của anh khi mà tham gia chương trình là gì? Tại vì ví dụ như là khi mà tham gia chương trình, ví dụ như em mà có ghép anh với một cái người nào đó nữa thì ví dụ như về ta cũng phải vun vén, rồi người ta cũng phải chuẩn bị này kia để mình tìm hiểu rồi mình đi đến hôn nhân nữa anh. vâng thì cái này thì em cũng 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 muốn tìm hiểu, vì là nếu mà gặp được một người nào đó thì có khả năng hợp được thì em cũng với người ta thì cũng muốn đi đến hôn nhân với nhau. Có mỗi một cái thì có một cái là em đang giờ em đang hơi ngại là về cái khoản kinh tế của em, thì em cũng đang hơi ngại, thì em cũng 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 muốn tham gia chương trình xem mà để liệu khả năng của mình tới đâu á, có Khả được năng của hay mình tới không. đâu là sao anh? Ví dụ như mình chuẩn bị khi mà mình tham gia chương trình, ví dụ như tụi em họ không phải là tham gia chương trình để chơi đâu, mà tụi em muốn là khi mà ai đến đây tham gia chương trình thì cũng đều ví dụ như là về còn tìm hiểu rồi còn đi đến hôn nhân nữa đó, chứ không phải là các anh đến đây rồi xong rồi cứ tham gia rồi chơi cho vui, là không có, không phải ha. Vâng. Đó thì em cũng nói luôn cái mục đích chương trình là như vậy, thì anh thấy như thế nào nè?
Thì em cũng vẫn muốn tìm kiếm cho mình một cái người bạn đời đấy chị. Ừ rồi, vậy anh nói về cái mẫu người bạn đời của anh đi. Nói về cái cuộc hôn nhân của anh trước đi. Anh ở với vợ bao lâu, lý do vì sao hai người chia tay? Em thì em ở với vợ em thì thời gian chung sống ấy, thời gian tìm hiểu thì khoảng cỡ được hơn 3 tháng gì đó. Còn thời gian chung sống ấy thì thực sự ra chung sống thì chỉ khoảng cỡ hơn 1 năm là bọn em trục trặc, là bọn em hay cãi nhau, thì nó cũng nhiều cái Cãi nó nhau cũng là thuộc cãi nhau về về vấn đề gì? Rồi mình có động tay động chân với vợ không? Hay là như thế nào mà vợ ly dị? thì cãi nhau chủ yếu là về vấn đề, thứ nhất là về vợ em ghen quá, thứ hai là về vấn đề nội ngoại hai bên rồi kinh tế nữa. Vợ ghen quá mình làm gì mà cho vợ ghen vậy? Thì em thì cái giai đoạn đó là em đi ra ngoài em đi làm, thì em cũng đi làm kiếm tiền ấy, thì vợ em ấy thì cứ bảo em là nói chung là em có những cái mối quan hệ trước hôn nhân, thì người ta gọi là những cái cô gọi là em gái ấy, thì nó thẳng ra À là em gái thì mưa em gái nắng rồi đúng không? Tùm lum chứ gì? vâng, thì đến khi đó thì vợ em ghen, nhưng mà em đi đâu thì em cũng cho vợ em đi cùng. Thì về thì cũng ghen, thì nó cũng nhiều vấn đề lắm chị. Đó, đi cho đi cùng mà hả? Về vợ ghen thì chị không tin được. Em gái mưa em gái nắng nhắn tin qua lại nè, nên vợ cũng mới ghen nè, đúng không? Không, em thì em không có nhắn tin qua lại đâu, tại vì thực Hay ra thì là em ra cũng không có ngoài rồi nghĩ, ga lăng quá rồi về vợ ghen. chắc cũng có khả Rồi đất năng ơi, là như thế. bởi vậy sao phụ nữ ta không ghen được? Rồi mình rút kinh nghiệm gì cho cái cuộc hôn nhân vừa rồi Dạ mình thì nhận ra như thế em nào? cũng cũng rút kinh nghiệm là cũng có Mình nhiều cảm thấy là cái là mình có lỗi mình trong vâng, cái việc đó hay em cũng không? cũng có lỗi đấy chị, cũng có lỗi nhiều đó. Rồi mình có rồi ai là người quyết định là ly hôn? Thì cả hai người tụi em hết chị ạ. Tại vì tụi em cũng có quan hệ thử với nhau rồi, nhưng mà thấy là cũng cũng không đi tới đâu được chị ạ. Rồi ngày ngày xưa anh nói bữa hôm anh vừa nói là ngày xưa là anh ra ngoài làm việc nữa mà cãi lộn vì kinh tế. Thế anh ra ngoài làm việc anh làm việc gì mà lại cãi nhau về À kinh tế? Lúc đó kinh em tế thì sao anh? thì lúc đó thì tụi em mới ra riêng, thì mới đẻ con xong thì nó cũng khó khăn đó. Thì em đi ra ngoài làm thì chắc có khả năng là vợ em ở nhà, thì cái giai đoạn đó mới đẻ con xong thì chắc cũng khả năng là vợ em cũng tính tình thay đổi Là do mình thì cũng em. không một lỗi, một phần là mình không phụ giúp cho vợ gì, thì ai lúc đó cực quá thì ai mà không không đổi tâm đổi tính đâu. Không, em thì em cũng có về làm việc nhà với vợ em chung, là nhưng mà chắc có khả năng là em cũng chưa có thấu hiểu, em cũng chưa có thấu hiểu vợ em cho lắm, nó thật là như vậy, thì để nó xảy ra như vậy á. Nhưng mà bọn em thì nói chung là cứ nói ra là nó hay cãi nhau đó. Rồi ok. Bây giờ thì mình mong muốn một cái người sắp tới thì chương trình giới thiệu là người như thế nào nè. Em thì em muốn xây dựng với một cái người mà nếu mà có khả năng thì họ, nếu mà người đổ vỡ thì có khả năng là một đứa con cũng được, nhưng mà em muốn người đó là một cái người phụ nữ của gia đình. Chứ vợ mình có phải người phụ nữ gia đình không? Cũng ở nhà phụ giúp mình mà. Thì vợ em thì vợ trước của em thì nó cũng hơi có nhiều điểm yếu. Rồi mẫu người gia đình. Rồi về cái gì nữa Về ngoại hình như thế nào? Ngoại hình thì ưa nhìn, có thể cao 1m55 là được. Mét 55 anh cao mét mấy? Em thì chỉ cao 1m58 thôi, hơi thấp. Rồi. Còn
Vậy thì Còn em mét tư trở lên được rồi, chứ cần chi mét rưỡi. Mét vâng rưỡi xong người ta mang guốc một cái là người ta cao hơn anh rồi. vâng đúng rồi chị, Ừ. nhưng mà nếu mà ý mà như em thì nếu mà bây giờ em muốn muốn chương trình ghép cho em một cái cô nào mà có khả năng thì họ cũng có cái công việc một tí ấy, có khả năng họ họ tự lập được không chị? Ai trên đây chương trình người ta cũng có điều kiện hết, ví dụ như phù hợp mà người ta phù hợp thì tụi ví dụ phù hợp với anh thì chương trình sẽ gọi liên hệ lại với anh, tại đây chỉ là vòng casting thôi anh, chứ chưa anh chưa chắc là mình đã lượt lọt vào vòng trong ha anh ha. Vâng. Ừ. Thì Rồi. Rồi còn gì nữa không anh? cái nguyện vọng của em thì cái tuổi này của em ấy thì em muốn tìm một người nói chung là có thể là giúp đỡ được em. Giúp đỡ được mình là sao, là người ta có kinh tế này kia hả, Không hẳn là có kinh tế nhưng mà ý là chứ giúp đỡ là về giúp đỡ gì anh? cái khoản gọi là về tính tình, có thể sẻ chia thông cảm với nhau. Ừ. Hoặc cũng có thể là nếu mà cô đấy mà cô ấy chịu cũng 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 không ngại cái vấn đề mà làm nông như em ấy. Rồi vừa về vừa làm nông với anh rồi vừa có công việc nữa thì sao, người ta làm công việc của người ta Nếu mà người ta có công việc rồi thì càng tốt chị ạ, thì cái đó thì em cũng không 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 ấy, còn nếu mà người ta không làm được thì người ta làm được làm nông được thì em có thể gọi là em có thể ra ngoài em đi làm bên ngoài. rồi. Ok, ở đây thì bên chương trình đã ghi nhận những cái thông tin của anh rồi ha, nếu như mà có người phù hợp thì bên chương trình sẽ gọi cho anh để tham gia chương trình ha anh ha. Thì mình từ Đắk Nông là mình phải xuống Sài Gòn để mình ghi tham gia ghi hình nhá. Vâng ạ. Rồi ok anh, dạ rồi buổi casting đến đây kết thúc ạ. Rồi em À. Rồi chào chương cảm ơn trình, anh em cảm nhiều, ơn chương trình ạ. Dạ. rồi mình có thể rời cuộc gọi rồi ha. Vâng, em chào chương trình. À, họ và tên tuổi quê quán nghề nghiệp. Dạ, em tên là Lê Hữu Phước. Sinh năm 1985, quê ở Vũng Tàu á, làm công ty. Lê Anh Hữu làm công ty Phước rồi sinh năm mấy nè anh, từ từ anh năm nói sống nó yếu quá em không nghe. năm năm 1985. Dạ Lê Hữu Phước sinh năm 85, anh đang ở Vũng Tàu làm nghề gì anh? Làm bên những cái kho công ty á. Ừ, nhân viên kho công ty là rồi, là anh giữ cái kho đó hả hay là xuất kho? Đi làm trong kho luôn à. À, là hàng hóa trong kho ha. Dạ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của anh Phước là gì? Mạnh là chịu khó siêng năng, rồi cái yếu là nhút nhút nhát trước đám đông. Nhát trước đám đông hả? Rồi mình có Đây, những cái sở đây. trường sở tài lẻ gì của mình không nè? Không không có không có tài lẻ, nhưng mà chứ có biết chơi chút đỉnh vậy thôi, là môn nào cũng biết, điểm thể thao rồi biết tất cả các môn rồi biết chơi vậy thôi, chứ không có mạnh hơn yếu vậy. Ừ, thể thao thì biết chơi rồi ca hát biết không nè, nấu ăn rồi sửa chữa công việc ở nhà thì sao nè, Dạ cái đó thì biết, nó ăn thì biết sơ sơ thôi. nấu được những món gì anh kể cho em nghe với. Dạ, nấu cơm rồi chiên trứng rồi đó thôi, để vậy đó mới đó biết thôi, chứ còn mấy cái món kia không biết. Ừ rồi, về tình trường của anh là anh đã có cuộc hôn nhân nào chưa hay là mấy mối tình rồi? Dạ chưa, em giờ cũng còn độc độc thân. Hồi xưa thì đi học thì có quen, hồi xưa trẻ còn chưa nghĩ tới, bây giờ tới giờ luôn chưa có quen ai hết. Rồi mình có rung động cô nào chưa hay mình có tỏ tình cô nào chưa mà Dạ cũng chưa luôn. trời đất ơi chưa luôn Dạ vậy, thấy gái thích không nè? thấy gái thích, thấy gái là thích lắm, nhưng mà chưa có đúng 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 người sao á, Gặp ai chưa cũng gặp chưa đúng đúng đúng. rồi hả, chẳng lẽ anh ở ngoài Vũng Tàu chẳng lẽ không có ai mà để anh gặp hết, tại vì em thấy Vũng Tàu quá nhiều người mà ta còn đi du lịch Nhiều đủ thứ. nhiều 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 vậy, nhưng mà họ có gia đình hết rồi, hết trơn rồi.
Là sống tới giờ là chưa, ba mươi mấy năm trời là chưa có mối tình chắc với ai nào luôn. Rồi không có Chưa ai, có mà chưa không có ai làm mai cho anh hay sao? có làm mai, nhưng mà thấy không không được, không mình thấy không được, không 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 cộng không 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 có cảm thấy mình thích đó, nên cũng không có được luôn. Dạ vậy á. Rồi những cái người nào mà người ta làm mai mà anh không thích, anh kể cho em nghe đi, tại sao anh không thích người ta? Vì anh thấy người đó không hợp với mình sao đó. Mình thấy nó không có cảm xúc sao đó. Nên Thì người quen được hai nào mà tháng mà họ thôi. tất nhiên mình phải tìm hiểu thì mình mới cho mình bạn cho mình cho bản thân mình một cơ hội thì mình tìm hiểu rồi mình mới thấy thích người ta chứ. Này chưa gì mà là mình anh đã từ chối luôn rồi mà hả? mà 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 mình tìm hiểu thời gian rồi, nhưng mà sao thấy nó cũng không có cảm thấy lâu lâu về lâu dài được, nên thôi để chờ Đâu, chương anh ví dụ đi điểm nào của cô gái mà anh không thích rồi anh cảm thấy không hợp với nhau đâu. lại. Người ta không thấy xin là không xin làm nghe, là mình cũng không có muốn nhắn tin người ta, người ta cứ gọi điện cho mình hoài, cái mình là ấy lùm lum chứ, mình như là người ta cũng không có chịu khó như mình á, không có đúng cái mẫu người mình tìm á, nên thôi không có muốn quen nữa. À, có nhiều người làm quen chứ. Dạ Ở quê gì ở ở công ty anh không có ai sao mà anh phải lên chương trình á? thì nhiều, nhiều người lắm mà họ có gia đình hết rồi, người có nên cũng chưa gặp cái đối đúng một cái như tiếng xe tình như sao đó, như chưa có gì mà cảm thấy mình có cảm xúc với người đó. Rồi bây giờ nếu như mà chương trình tìm người cho anh thì cô đó phải như thế nào để cho anh có cảm xúc đây? Dạ cũng cái đó là người đó cũng cao mấy năm lăm nè, biết nấu ăn nè, rồi biết chăm lo vun vén như gia Anh đình cao nè, mét mấy? mét sáu sáu bảy Là cô bạn gái cao mét 55 được ha. năm 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 55 trở lên thì biết nấu ăn rồi, biết chăm lo cho gia đình nè, biết chăm lo vun vén như gia đình nè, biết kính trên nhường dưới nè, rồi chung thủy nè, rồi công việc ổn định rồi đó, thì là vậy là được. Rồi quê quê thì người ở ở Vũng Tàu thì càng tốt, ở Vũng Tàu thì cũng được, nhưng mà ở cũng được, nhưng mà ở Bình Dương hay là ở Đồng Nai, Sài Gòn gì miền Trung thì cũng được hết á. Nói chung là quê quán những cái khu vực lân cận là ok ha. Trừ người miền Tây ra thôi, còn quê miền miền Trung hay là Bình Thuận, Ninh Thuận gì đó, ở Quảng Ngãi, Bình Định gì đó cũng được hết á. Bình Dương hay Rồi là nói chung là không thích Sài miền Tây rồi. Gòn. Rồi thì chương trình đã ghi nhận lại tất cả những cái thông tin của anh ở đây rồi. Rồi, Rồi ok bây nha, có gì đợi thông tin thông báo từ chương trình nha anh ơi. vậy thôi à chị. Rồi ví dụ như bạn gái đã từng lập gia đình thì mình có chấp nhận không hay là bạn gái chưa từng ly hôn? Và bạn gái còn đọc 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 thân đó chị ơi, Còn đọc mình hơi cà lăm hay sao vậy? Hay là không run quá phải mình mới là như không phải lâu vậy? lâu không phải lâu lâu mới có hơi cài ngày vậy chứ, nó không phải cài ngoài. Rồi ok Mình cảm ơn anh ha. thì công công việc của em thì là công ty, còn ngồi ra thì ở nhà thì anh cũng làm công việc vườn tược, nhà cũng trồng cây cối nhiều lắm. Rồi ok. Cảm ơn anh nha. Có gì anh đợi thông tin từ chương trình ha. Buổi cast của mình là xong rồi anh. Ủa cái tên là xong rồi hả chị? Đúng rồi ạ. Rồi, mình bấm nút đỏ thác cuộc gọi giúp tụi em nha. Anh chào em.
Rồi ok, ở đây chỉ có biên tập và sản xuất của chương trình.